Ngọc Trinh cực kỳ có hiếu với mẹ kế, nhưng ai cũng bất ngờ khi cô đối xử với mẹ ruột đã mất như thế này. Nữ hoàng nội y từng tuyên bố cô không có nhiều tình cảm và kỷ niệm với người phụ nữ đã sinh ra mình. Không có cơ hội được lớn lên trong vòng tay bao bọc của mẹ đẻ. Nhưng may mắn thay, Ngọc Trinh lại có được một người mẹ kế cực kỳ tâm đầu ý hợp. Nhiều người hẳn không còn xa lạ với bà Sáu Phương, người thường xuyên được nữ hoàng nội y ngợi ca trên các mặt báo. Tuy bà là vợ hai của bố, nhưng chân dài Venus vẫn hết mực kính trọng, yêu thương, chẳng khác ruột thịt và ngược lại. Mỗi lần mẹ từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh chơi, mỹ nhân quê Trà Vinh lại khoe loạt ảnh được bà chăm sóc nấu nướng những món ăn mà cô thích. Ngọc Trinh hào hứng đưa mẹ đi massage. Cực kỳ yêu quý, chiều chuộng bà ở tuổi già, Ngọc Trinh tâm sự. Cô không chỉ đơn thuần coi mẹ là mẹ mà còn là một người bạn, một người tri kỷ. Đưa bà đi làm đẹp. Mẹ kế được Ngọc Trinh đưa đón bằng siêu xe chục tỷ. Có lẽ bà là người duy nhất nhận được sự chăm sóc thế này từ chân dài gợi cảm hàng đầu showbiz. Về phía người mẹ ruột đã mất, ngay khi vừa sinh ra mình, Ngọc Trinh vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, cảm ơn sinh thành dù trước đây cô từng phát biểu không có nhiều tình cảm và kỷ niệm với bà. Có những dịp nhất định trong năm, Ngọc Trinh luôn sắp xếp công việc để về quê viếng mẹ. Cô về cùng bà Sáu Phương, cả nhà tụ họp tại nơi yên nghỉ của mẹ ruột Ngọc Trinh. Những khoảnh khắc hết sức giản dị. Loạt ảnh được chụp vào năm 2014, Ngọc Trinh chụp tại phần mộ của mẹ năm 2015. Cuộc sống sung túc chốn phồn hoa, không thể thay đổi thói quen thường niên. Được biết ký ức về mẹ ruột trong tâm trí Ngọc Trinh chỉ là những hình ảnh cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Giữ mẹ hay giữ con, câu chuyện đầy nước mắt của thai phụ 20 tuổi đang cận kề án tử. Ngụm lặt trong những căn bệnh quái ác, động lực sống lớn nhất của thai phụ trẻ là đứa con bé bỏng trong bụng. Nhưng cũng chính vì có thai, tính mạng hai mẹ con đang bị đe dọa nặng nề. Gần 8 tháng, đứa con bé bỏng của Trần Thị Minh Kha, 20 tuổi quê Vĩnh Long sắp sửa chào đời. Tuy nhiên, thay vì vui mừng như bao người phụ nữ sắp được hưởng cái cảm giác tuyệt vời của lần đầu làm mẹ, thì với Kha, thiên chức ấy có thể sẽ không trọn vẹn. Căn bệnh hở van tim nặng có thể cướp đi tính mạng cô bất cứ lúc nào. Bi kịch gia đình. Ngay từ nhỏ, Trần Thị Minh Kha đã sớm nếm trải nỗi đau gia đình tan vỡ khi cha mẹ cô đường ai nấy đi. Cha có vợ riêng, mẹ cũng sớm đi bước nữa, gánh nặng nuôi cháu thuộc về bà ngoại. Gia cảnh khó khăn, con đường cấp sách đến trường của Kha cũng vì thế mà đứt quãng. Ngày nhận thấy tóc ngoại ngày càng bạc, lưng bà cũng còng đi bởi sự khắc nghiệt của thời gian, cũng là lúc Kha đã lớn, cô quyết định rời quê nhà lên Bình Dương, xin làm công nhân mưu sinh. Trước khi phát bệnh, Kha là cô gái rất xinh đẹp. Cô sớm phải xa quê mưu sinh vì hoàn cảnh khó nghèo. Tại đây, Kha gặp và yêu anh Chu Văn Quân, một người con trai Đức Bắc. Tình cảm mới chớm nở đã bị thử thách dữ dội khi cả hai bên gia đình đều không chấp nhận mối quan hệ này. Quá yêu, Kha và bạn trai quyết định vượt qua mọi rào cản gia đình, cùng nhau dọn về sống trong một khu nhà trọ ở thị xã Dĩ An, Bình Dương. Một thời gian sau, cô gái có thai, vì sức khỏe giảm sút, Kha bỏ công ty may, cùng chồng đụng gì làm đó, nhưng số phận khắc nghiệt, tước đoạt của cô đứa con đầu lòng. Quá mong mỏi có con, Kha cố vượt qua nghịch cảnh để một thời gian sau, cô tiếp tục mang trong mình giọt máu của Quân lần hai. Nhưng cũng từ đây sức khỏe cô biến chứng, làm mệt ngất xỉu, vốn đã có vấn đề ở tim từ trước, cái thai trong bụng khiến người vợ trẻ bị hở van tim ba lá. Việc thường xuyên phải lo lắng vì cuộc sống quá khó khăn cũng khiến Kha mắc thêm chứng động kinh. Bệnh chồng bệnh, khi thai được 7 tháng, anh Quân dẫn vợ lên một bệnh viện phụ sản tại thành phố Hồ Chí Minh thăm khám, thì phát hiện thêm hồng cầu trong máu của vợ tăng cao, nguy cơ biến chứng sang ung thư máu. Giữ mẹ hay giữ con? Câu hỏi nặng nề trên được bác sĩ điều trị hỏi người chồng. Bởi với thế trạng của Kha, cộng với việc đứa trẻ trong bụng còn quá nhỏ, khó mà giữ được tính mạng cùng lúc cho hai mẹ con. Sợ vợ không vượt qua cú sốc này, ban đầu anh Quân cố gắng che giấu, nhưng khi biết được toàn bộ sự thật, những lúc tinh thần tỉnh táo vượt qua mọi sự dây vò, Kha căn dặn chồng rằng đến ngày lâm bồn hãy bảo bác sĩ tìm mọi cách cứu con. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, vợ chồng Kha quay trở lại bệnh viện tái khám. Nhờ nghị lực từ người mẹ, bào thai trong bụng đã tiến triển hơn khi tăng được 0,3 kg.
Theo chân hai vợ chồng Kha lúc thai phụ được chuyển sang một bệnh viện lớn để xác định tình trạng của tim, tôi mới thấy được tinh thần của cô mạnh mẽ thế nào, bước từng bước nặng nhọc. Có lúc mệt quá Kha ngồi bẹp xuống sàn, nhưng thai phụ không một lời oán than, bởi cô biết đó là định mệnh mà mình đã lựa chọn. Giờ đây bên cạnh Kha là người đầu ấp tay gối với mình suốt thời gian qua. Từ ngày mang thai và phát bệnh nặng, Kha không còn đi làm nữa, nhưng anh Quân cũng không khá khẩm hơn, bởi cũng mang trong mình căn bệnh men gan cao. Làm mướn bữa đợt bữa cái, lại phải rướn sức tàn chăm sóc người đầu ấp tay gối. Nhiều tháng nay cả hai tồn tại được là nhờ sự thương tình, giúp đỡ của những người quanh xóm trọ. Không có điều kiện dưỡng thai như bao người, thứ mà Kha chọn để nuôi đứa con trong bụng là những lon sữa bò đặc. Có những lúc quá kiệt quệ, sữa bò đặc được thay bằng sữa đậu nành. Chính sự lạc quan của thai phụ cùng tấm lòng của các mạnh thường quân đã giúp đứa bé trong bụng phát triển trong lần thứ hai đi tái khám. Kể từ ngày cộng đồng mạng phát lên thông báo xé lòng về trường hợp của Trần Thị Minh Kha, đã có một số mạnh thường quân tìm đến căn trọ ở ngã tư Chiêu Liêu thuộc khu phố Tân Phố 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An để giúp đỡ thai phụ trẻ. Nhưng có lẽ giờ đây tiền bạc đã không còn quá quan trọng. Nhìn gương mặt xám xịt, cặp mắt thâm quầng của Kha, anh Quân thở dài. Giữ mẹ hay giữ con? Câu hỏi này với người đàn ông quá khó để trả lời, bởi anh không thể thay cuộc đời định đoạt nguồn sống của Kha khi mà bản thân cũng đã mang bạo bệnh. Tôi nhìn vào những bức hình chụp Kha trước khi phát bệnh rồi thở dài. Kha còn quá trẻ và rất đẹp. Giữ luôn cả hai mẹ con được không? Hỡi số phận ác nghiệt. Những sao năm Việt nấu ăn khéo hơn cả vợ và người yêu. Đàn ông vào bếp thời nay là chuyện quá đỗi bình thường khi được nhắc đến. Không chỉ giỏi về mặt công việc, những nghệ sĩ này vẫn xuất sắc trong việc nấu ăn. Trường Giang là một danh hài được nhiều khán giả yêu thích với lối diễn xuất tự nhiên và chân thật. Trường Giang còn có tài nấu nướng rất giỏi. Bạn trai Nhã Phương cho biết, do hoàn cảnh gia đình nên anh biết nấu ăn từ nhỏ và tự lập rất sớm. Bản thân anh có thể nấu được món ăn ngon và tự chấm cho mình từ 8 điểm trở lên, chỉ thua các đầu bếp. Trường Giang đã từng nhiều lần trổ tài bếp núc và bạn gái Nhã Phương là người hay được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh nhất. Bạn gái Trường Giang không giỏi khoản này nên mỗi lần vào bếp, Nhã Phương chỉ đứng ở bên cạnh phụ giúp nhặt rau, còn lại bạn trai cân hết. Trấn Thành là một nghệ sĩ đa năng trong showbiz Việt. Trấn Thành luôn được khán giả yêu mến bởi nhiều vai diễn khác nhau và khả năng biến hóa thành nhiều nhân vật. Một tài lẻ khác không phải ai cũng biết của nam MC chính là tài nghệ nấu nướng được bà xã khen rất ngon. Hari Won thừa nhận cô không biết nấu ăn, đặc biệt là các món Việt Nam nên người vào bếp luôn là Trấn Thành. Anh rất khéo léo để mang đến cho bà xã những món ăn ngon tự tay anh làm. Hari cũng thừa nhận cô rất hạnh phúc về điều đó. Thanh Bình chăm sóc Ngọc Lan hết sức chu đáo, khiến không ít người phải ghen tị với tình cảm ấm áp của cặp đôi. Anh chia sẻ, do là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp một thân một mình, nên từ lâu đã biết tự làm mọi thứ, khéo léo không thua gì chị em phụ nữ. Anh thích đi chợ nấu ăn cho sạch và rẻ. Nhờ vậy, nam diễn viên có kinh nghiệm chọn rau xanh tươi ngon, nấu các món canh, kho, xào thuần thục. Thanh Bình chia sẻ tự đi chợ nấu những bữa ăn cho người mình yêu là sở thích niềm hạnh phúc của tôi. Ngọc Lan tự hào khoe, từ khi yêu nhau, toàn là anh Bình nấu cho tôi ăn, anh ấy là đầu bếp số 1. Công Vinh, ít ai biết được ngoài việc đá bóng giỏi thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đỉnh cao trong chiếc áo cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Công Vinh còn rất chăm làm việc nhà, khi rảnh rỗi, cụ tiền đạo nổi tiếng luôn tranh thủ vào bếp giúp bà xã nấu ăn. Vì muốn gia đình có nguồn thực phẩm tươi sống và sạch, Công Vinh còn cẩn thận trồng nguyên vườn rau xanh xung quanh căn biệt thự triệu đô của mình. Lý Hải Minh Hà, dù chênh lệch về độ tuổi khá lớn, nhưng họ luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ về gia đình hạnh phúc mà mình đang có. Lý Hải rất chiều chuộng Minh Hà, trong gia đình anh rất đảm đang mọi việc, từ thay tã tắm cho con, chăm con, ngay cả nấu ăn, nam ca sĩ U50 cũng dành hết về phần mình. Hồ Quang Hiếu không chỉ là một ca sĩ có gương mặt điển trai, vẻ ngoài thư sinh hấp hồn bao nhiêu cô gái, Hồ Quang Hiếu còn chứng tỏ mình không hề kém cạnh so với các chị em ở khoảng giỏi việc bếp, đảm việc nhà. Từ khi nổi tiếng và sắm được nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Quang Hiếu đã đưa mẹ từ quê vào sống cùng. Ngoài đi diễn, nam ca sĩ còn luôn dành thời gian rảnh giúp mẹ nấu cơm cho gia đình.